Hey anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái khái niệm cơ bản mà ở trong giới DeFi người ta hay xài. Và cái khái niệm này anh em sẽ gặp rất là nhiều trong cái quá trình mà anh em theo cái khóa học mà DeFi 101 của mình. Thì mình sẽ giải thích một cách, có thể là mình sẽ giải thích nôm na hoặc là mình sẽ giải thích bằng các cái ví dụ thôi, chứ mình sẽ không giải thích đúng theo cái định nghĩa của nó. Tại vì mình thấy nếu mà giải thích đúng theo định nghĩa của nó thì có một số cái nó hơi bị lằng ngoằng khó hiểu á. Do đó là mình sẽ cố gắng mình làm giải thích một cách đơn giản hết mức có thể là nó không thể hiện hết được cái bao trùm hết được cái ý nghĩa của khái niệm đó, nhưng mà nó sẽ đủ để cho anh em có thể hiểu và có thể theo được cái khóa này. Đầu tiên đó là cái khái niệm sổ cái, hay là anh em còn thấy người ta hay nói là cái tiếng Anh nó hay gọi là ledger. Thì cái sổ cái chính là cái nơi mà nó lưu toàn bộ cái giao dịch cũng như là tất cả cái số dư của cái ví ở trên một cái protocol nào đó. Ví dụ mình có 100 Bitcoin, thằng bạn mình nó có 100 USDT và mình quyết định mình bán cho nó 0,00 mấy Bitcoin với giá là 100 USDT. Nó đồng ý nó mua, nó gửi 100 USDT cho mình gửi Bitcoin cho nó, thì ở trên sổ cái nó sẽ ghi nhận cái giao dịch đó và nó sẽ cập nhật cái số dư của cái thằng bạn mình là còn 0 USDT và cái số dư Bitcoin của mình sẽ là trừ lại cái số lượng mà BTC mình đã gửi cho nó. Thì đó chính là cái khái niệm sổ cái. Thì cái bản chất của cái omnichain Bitcoin ấy, người ta gọi nó là một cái immutable và decentralized ledger. Nghĩa là nếu mà ở trong ngân hàng á, thì cái sổ cái nó lưu tập trung ở trên một cái máy chủ nào đó. Còn đối với cái mạng lưới Bitcoin á, thì cái sổ cái nó lưu một cách phi tập trung và nó lưu trên cái nhiều cái máy khác nhau và nó có cái immutable, có nghĩa là khi mà mày đã chuyển cho tao một thực hiện một cái giao dịch ở một cái block đó thì không ai có quyền quay lại để chỉnh sửa cái giao dịch đó. Và khi mà cái số dư đã cập nhật rồi ở trên cái block đó thì nó luôn luôn thể hiện ở trên cái blockchain. Đó là chính là cái sức mạnh của cái mạng lưới Bitcoin. Quay lại với cái chuyện mà chuyển Bitcoin và chuyển USDT ha. Thế thì làm sao để các cái sàn giao dịch nó xử lý được một cái giao dịch đó? Tất nhiên là nó không thể nói là ê mày có Bitcoin, ê mày có USDT, hai thằng bay gặp nhau rồi thực hiện trao đổi qua lại chắc chắn là xong rồi đó. Nhưng mà cái sàn giao dịch đó, nó sẽ đứng giữa. Mình sẽ chuyển Bitcoin cho sàn, thằng kia sẽ chuyển USDT cho sàn và sàn nó sẽ cập nhật cái số dư ở trên sổ cái, và chỉ khi nào mà mình thực hiện nạp rút á thì lúc đó mới thực sự là có một cái giao dịch chuyển tiền nó xảy ra. Thì cái order book chính là cái công cụ để sàn nó xử lý được cái chuyện đó. Thì order book nó là gì? Order book thì nó sẽ chia ra ha, một bên bán và một bên mua. Cái khúc trên á là của cái bên bán và cái khúc dưới là của cái bên mua. Thì thường á người bán thì lúc nào cũng muốn bán được giá cao, và cái người mua thì lúc nào cũng muốn mua được cái giá thấp. Khi mà mình đặt một cái lệnh bán ở trong cái order book thì nó gọi cái đó là một cái limit sell order, và khi mình đặt một cái lệnh mua ở trong cái order book thì nó sẽ gọi là một cái limit buy order. Thì tại sao lại là limit? Tại vì mình có cái số lượng giới hạn. Ví dụ như mình có 100 Bitcoin thì mình có thể đặt một cái lệnh bán là 10 Bitcoin, hoặc là mình có 100 USDT thì mình có thể đặt một cái lệnh mua là mình chỉ mua tầm 20-30 USDT gì đó đều được. Thì khi mà cái giá của cái limit buy order nó bằng với lại cái giá của cái limit sell order thì nó sẽ thực hiện một cái hành động nó gọi là matching order, có nghĩa là mình gọi là khớp lệnh á. À, tao muốn mua với giá này, mày cũng muốn bán với giá này, ok, hai người đó match với nhau và cái giao dịch nó xảy ra, bắt đầu nó cập nhật ở trên cái sổ cái, cập nhật lại cái số dư của hai người, đồng thời nó cập nhật cái giao dịch đó. Thì tất nhiên cái người bán và cái người mua đều có thể đặt ra cái giá của mình. Nhưng mà nếu mà anh em mà muốn mà bán được liền hoặc là mua liền thì nó sẽ tính cho mình một cái số ở ngay giữa, có nghĩa là anh em sẽ thấy rất là nhiều lệnh bán và sẽ thấy rất nhiều lệnh mua, giá nó chênh lệch với nhau, thì cái số ngay giữa nó gọi là cái market price, có nghĩa là cái giá mà chắc chắn là mình sẽ bán được hoặc là chắc chắn mình sẽ mua được. Còn những cái mà anh em thấy, những cái mà xanh xanh mà lượng lượng sống ở trên á thì nó gọi là cái depth, cái chiều sâu của cái order book. Thì đây là một cái metric, một cái con số rất là quan trọng để cái nhà mà phân tích thị trường xuống hay mua, cái phân tích thị trường là nên mua hay nên bán, người ta rất là quan tâm. Tại vì nó thể hiện được là cái xu hướng của thị trường. Ví dụ như ở cái giá đó rất là nhiều người đang đặt
một cái lệnh bán ở cái giá đó, thì chắc chắn khi mà Bitcoin hay là một cái đồng nó chạm tới cái giá đó thì cái giá nó sẽ đi xuống. Nó đại khái nó vậy, thì nó gọi là cái chiều sâu của cái order book. Market maker là gì? Thì tất nhiên nếu mà cái người bán đặt cái lệnh bán, cái người mua đặt cái lệnh mua, thì cái trường hợp mà cái ông bán lúc nào cũng muốn bán giá cao, mà ông mua lúc nào cũng muốn mua giá thấp, mà không ông nào chịu ông nào hết, chỉ người ta đặt đúng một cái giá đó thôi, thì tự nhiên có một cái ông vô làm sao mà để khớp lệnh được, làm sao mà cái thị trường tiền nó luân chuyển được. Thì đó là cái lý do mà các cái sàn giao dịch tập trung nó cần những cái market maker. Market maker là những cái nhà tạo lập thị trường, có nghĩa là người ta sẽ mua liên tục và người ta sẽ bán liên tục, cho dù thị trường không có ai tham gia thì người ta vẫn mua vẫn bán liên tục. Đó là lý do sao anh em nhìn trên cái order book này, cái số nó nhảy liên tục, anh em thấy giá nó tới trên nhau chỉ có không với không không mấy thôi, không không mấy thôi, mà cái lệnh mua và cái lệnh bán nó xảy ra liên tục và nó khớp liên tục. Thì á, khi mà một cái người bình thường như mình đi, là một cái người trader bình thường không phải market maker, mình vừa thấy cái thị trường này cái thanh khoản nó đang di chuyển rất tốt, thì khi mà mình đặt một cái market order thì lập tức là mình cái lệnh của mình sẽ được khớp, hoặc là mình muốn bán thì lập tức là cái lệnh của mình nó sẽ khớp. Thì đó chính là cái sức mạnh của market maker. Thì market maker là một cái thành phần mà có một cái sức mạnh rất là lớn ở trong cái giới mà finance. Thế thì mình mới quay lại với DeFi. Nếu mà tại vì ở trên cái giới DeFi á, là nó hoạt động ở trên blockchain, mà nếu mà cứ chạy market maker mà cứ mua bán liên tục như vậy á, thì ga nào nó chịu nổi, mà lại phải phụ thuộc vào cái mấy cái ông mà market maker nữa, thì đâu còn cái gì là DeFi. Do đó người ta mới giới thiệu một cái cách thức để tạo lập thị trường mới, nó gọi là automatic market maker, nghĩa là không cần phải ai phải chạy mua bán liên tục hết đó, mà nó chạy tự động theo một cái thuật toán. Thì cái thuật toán đó nó gọi là constant K. Thì người ta giải quyết cái bài toán đó bằng cách là người ta tạo ra một cái pool thanh khoản, sau đó người ta bỏ hai cái đồng vô, thì ông nào mà muốn mua hoặc là muốn bán á, ví dụ cái bài toán mà vẫn là BTC với lại USDT đi, thì nó sẽ có trong cái pool đó, nó sẽ có BTC và nó sẽ có USDT. Ông nào mà muốn mua á, thì bỏ USDT vô lấy BTC ra, ông nào muốn bán bỏ BTC vô lấy USDT ra. Thì cái đó nó gọi là cái bài toán, nó gọi là cái liquidity pool và automatic market maker ở trong DeFi. Thì cái constant K nó chỉ là cái cốt lõi thôi, cái cốt lõi của cái thuật toán giải quyết liquidity pool thôi. Thật ra nó còn có nhiều cái cách để người ta giải quyết cái liquidity pool mà mình sẽ tìm hiểu ha, ở trong suốt cái khóa học này. Thì anh em chỉ cần hiểu nôm na là có một cái pool, nó có hai cái đồng. Nếu mà mày muốn mua thì mày bỏ đồng này vô lấy đồng kia ra, còn mày muốn bán thì mày cũng vậy, bỏ đồng BTC vô lấy đồng USDT ra, rồi vậy thôi. Và nó sẽ có công thức để nó tính, bỏ bao nhiêu vô thì được quyền lấy bao nhiêu ra, bỏ bao nhiêu này đồng này vô thì được lấy bao nhiêu đồng này ra. Đó là liquidity pool. Chắc mà mình sẽ quay lại một tí về cái phần mà liquidity, có nghĩa là thanh khoản. Thì thanh khoản là một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong cái giới tài chính nói chung luôn, chứ không phải là trong cái DeFi. Ví dụ như mình nói vàng đi. Vàng, mình có một cây vàng, 10 cây vàng giá trị là 700-800 triệu gì đó. Thì khi mà mình muốn chuyển cái vàng đó về tiền để mình mua bán gì đó, ví dụ mình mua xe đi, thì mình có thể bán liền lấy tiền về liền được. Thì cái đó gọi là thanh khoản tốt, nghĩa là vàng có thanh khoản rất tốt. Còn ví dụ mình có một miếng đất cũng giá trị là cũng 700-800 triệu vậy đó, nhưng mà bây giờ mình muốn bán miếng đất đó để mình mua một chiếc xe chẳng hạn, thì nó sẽ rất là lâu. Thì cái đất có giá trị cao nhưng mà cái thanh khoản thì lại thấp đó. Thì đó chính là cái thanh khoản. Mà cái vấn đề này thì nhiều anh em cũng mình phải hiểu rất là rõ vấn đề này nha. Với là thanh khoản nó còn quan trọng hơn là cả cái giá trị nữa. Ví dụ mình cái đồng đó mình ép vô thanh khoản nó có tí xíu, mặc dù giá trị rất lớn nhưng mà thanh khoản không có thì cũng thua. Vì cái giá trị nó chỉ là một cái con số trong màn hình thôi. Mà cái vấn đề thanh khoản và làm sao để giải quyết được thanh khoản thì mình cũng sẽ đề cập rất rõ trong cái khóa này. Liquidity provider có nghĩa là những người ta không quan tâm tới chuyện mua bán, mà người ta có một cái chiến thuật khác, đó là người ta cung cấp thanh khoản. Có nghĩa là mình có BTC, mình có USDT, nhưng mà mình thấy trade căng thẳng quá, mình không muốn, mình muốn một cái chiến thuật an toàn.
thì mình sẽ làm một cái nhà cung cấp thanh khoản. À, tao đẩy, tao dùng cái tài sản của tao để tao add thêm cái thanh khoản cho cái pool đó. Và khi mà những người vào trade á, những người mà bỏ swap trade, bỏ vô lấy ra thì người ta sẽ trả một cái phần nhỏ gọi là cái phí dành cho cái nhà cung cấp thanh khoản, thì mình nạp với đó mình sẽ ăn được cái phí đó. Thì người ta trade càng nhiều mình càng ăn được nhiều phí thôi. Do đó ở trong cái đầu video mình có nói là tại sao những cái nhà cung cấp thanh khoản á, người ta cứ thích là trade nhiều, volume nhiều là được, người ta không quan tâm tới giá. Rồi, khi mà mình ăn phí như vậy nha, thì cái phí đó gọi là cái tiền phí cho nhà cung cấp thanh khoản. Ở trong DeFi nó còn giới thiệu một cái khái niệm mới nữa gọi là yield. Yield thì dịch ra tiếng Việt là giống như là hoa lệ, dịch là cái gì ta? À, nhưng mà đại khái là nó gọi là yield. Thì á, trong DeFi yield thì theo mình hiểu là như này. Mình cung cấp thanh khoản ví dụ như là trên một cái nền tảng DeFi như là Uniswap đi, thì khi mà mình add hai cái đồng vô, nó sẽ cho mình một cái đồng gọi là liquidity provider token. Thì anh em nào mà từng cung cấp thanh khoản thì biết mình giống như là một cái chứng nhận là à, mày đã cung cấp 100 BTC để làm thanh khoản cho nền tảng của tao. Khi nào tao không muốn cung cấp nữa, tao sẽ dùng cái đồng LP token đó để tao lấy lại, quăng trả cho mày lại này, để tao lấy lại cái 100 BTC mà tao đã cung cấp thanh khoản. Thì cái đó nó gọi là cái LP token. Thì cái yield đó có nghĩa là bây giờ tự nhiên mình để cái thanh khoản đó 100, khi mà mình dùng 100 BTC của mình làm thanh khoản cho một cái nền tảng rồi, tự nhiên mình không được sử dụng 100 BTC của mình. 100 BTC của mình giá trị nó rất lớn, nhưng mà nó nằm chết một chỗ, mình chỉ ăn được phí thôi. Thì có cách nào để tao vẫn sử dụng được cái giá trị của 100 BTC đó không? Thì có một số các cái platform khác nó lại yêu cầu là nếu mà mình lock cái LP token của mình ở trên cái platform của nó, thì nó sẽ trả thêm cho mình một cái đồng nào đó của cái platform đó. Thì cái đó nó gọi là yield, nghĩa là mình ăn hai đầu luôn, mình add liquidity, mình ăn phí, xong rồi mình dùng cái đồng LP token đó mình lock ở trên một cái platform khác thì mình lại ăn được cái yield. À, và có một cái số nhà yield farming, nó gọi là có cái niệm yield farming, người ta cầm cái đồng LP đó, người ta sẽ coi là cái nền tảng nào đang trả cái yield cao, và người ta sẽ lock nhiều nền tảng, hoặc là những cái platform nào mà đang trả yield cao mà chấp nhận cái LP token của cái cặp nào, thì người ta sẽ xoay dòng, người ta sẽ xào chẻ như thế nào đó để mà ra được một cái yield cao nhất. Và cái thời đỉnh điểm của blockchain thì cái yield nó kinh khủng lắm. Cái yield, okay, mình có làm một cái video về cái dân chơi hay DeFi, người ta xoay dòng cái tiền của người ta mà cái yield nó có thể lên tới 300-400% một năm luôn. Rồi, bây giờ sẽ là cái khái niệm mà APY và APR, thì nó sẽ liên quan tới cái yield, nó liên quan tới interest rate. Thì là APY có nghĩa là cái lãi suất hàng năm, còn cái APY có nghĩa là cái yield trung bình hàng năm. Thì nếu mà anh em hiểu cái yield thì anh em sẽ phải hiểu hai cái khái niệm này. Thì hai cái khái niệm này nó sẽ đi chung với lại cái khái niệm là stake. Stake có nghĩa là mình lock cái token của mình lại để mình nhận thưởng. Nghĩa là ví dụ nha, mình có một cái token shitcoin nào đó mình mua, xong rồi mình lock lại, có nghĩa là mình sẽ không đụng tới cái đồng đó trong một cái smart contract nào đó, thì cái protocol nó chấp nhận, nó trả cho mình một cái khoản tiền. Tại sao nó lại chấp nhận nó trả cho mình một khoản tiền á? Tại vì thường á, trong cái giới DeFi á, là người ta muốn lấy lợi nhuận nhanh. À, nếu mà một cái protocol mà nó muốn làm việc lâu dài, ví dụ một cái protocol nó có một cái kế hoạch rất là dài hạn, nhưng mà tự nhiên token vừa ra, cái airdrop token, ai cũng cầm token, nhà đầu tư cái bán hết, thì khi mà bán hết thì nó sẽ đâm giá, thì cái quy luật thị trường mà bán nhiều thì cái giá nó sẽ đi xuống, thì cái protocol nó chết luôn. Do đó cái stake là một cái khái niệm rất là hay ở trong DeFi, có nghĩa là nó sẽ trả lãi suất cho mình, nó sẽ trả công cho mình bằng cái chuyện là mình chỉ cần lock cái token của nó thôi. Có nghĩa là mình sẽ không mua không bán gì hết, mình chỉ lấy token, ví dụ là mình mua, mình có token đó, mình lock lại đó trong thời gian 6 tháng hay là 1 năm gì đó, thì nó sẽ trả cho mình một cái khoản tiền lời. Thì cái đó là cái khái niệm là stake. Rồi, còn cái này là những cái khái niệm cơ bản. Anh em nhìn trên market cap, cái này có thể một số anh em đã biết rồi, thì anh em đã biết rồi thì nghe, còn chưa biết thì biết. Đó là khái niệm total value lock, có nghĩa là tổng cái giá trị
mà được lock ở trong, được khóa lại ở trong một cái protocol nào đó. Mình ví dụ như là Ethereum đi. Total value lock của Ethereum có nghĩa là tất cả các cái tài sản, tất cả các cái token, tất cả BTC, tất cả các cái đồng coin mà đang ở trên cái mạng lưới Ethereum thì nó gọi là total value lock. Đây là như ví dụ như ở trên Ethereum nó có Compound, nó có AV, thì khi tài sản chuyển từ Compound qua AV thì không ảnh hưởng gì tới cái total value lock của nó. Nhưng nếu mà mình bridge một cái đồng BTC hay là mình bridge một cái tài sản nào đó từ cái mạng Ethereum qua cái mạng Binance Smart Chain thì khi đó cái total value lock của nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái khái niệm mà total value lock. Volume là cái khối lượng giao dịch. Ví dụ như là mình bán một BTC, một BTC đang giá là 52.000 đi, thì mình bán thì nó sẽ tính là 52.000, mình mua lại nó cũng tính 52.000. Mình vừa bán BTC 52.000, mình mua lại BTC 52.000, không sinh ra một giá trị gì hết, nhưng mà cái volume nó sẽ tính là 100.000. Đó, do đó hồi xưa mà mấy cái nền tảng mà hay muốn lấy số, anh em đừng có tin volume giao dịch một ngày mấy triệu đô. Thực ra là không phải, nó có mấy con bot nó tạo ra để nó mua nó bán, nó tạo volume để nó bơm cái danh tiếng của nó lên thôi. Arbitrage là cái hành động mà mua cái sàn này bán sàn khác. Thì đây cũng là một cái chiến thuật của trader, nó gọi là arbitrage. Thì mình nhớ hình như là năm 20 nó bắt đầu bằng năm 2016 có một cái ông trader, ông chứng minh được arbitrage là một cái chiến thuật có thể sinh lời bằng cách là mua trên cái sàn nào đó của Hàn Quốc thì phải, sau đó bán trên một cái sàn của Mỹ. Thì do cái sự chênh lệch giá giữa các sàn với nhau, và ông đã kiếm được 16 đô. Đó, thì đó là cái giao dịch mà arbitrage có lợi nhuận đầu tiên ở trên giới DeFi. Và nó xuất hiện một cái chiến thuật mới gọi là arbitrage, nghĩa là mình theo dõi cái độ chênh lệch giá, và mình mua cái ở sàn giá thấp và mình bán cái sàn giá cao, thông qua đó thì mình kiếm được một cái lợi nhuận. Thì cái arbitrage nó sẽ thường đi đôi với lại flash loan. Flash loan có nghĩa là ở trên giới DeFi này, cái này là đặc trưng của DeFi nha, và đặc trưng của trong blockchain mới có thôi. Có nghĩa là mình vay và mình trả trong cùng một giao dịch. Và nếu mà trong một cái giao dịch đó mà có một cái hàm nào đó nó bị, hoặc là một cái bước nào đó nó bị fail, nó không thực hiện thành công, thì toàn bộ giao dịch đó nó sẽ không xảy ra. Thì tại sao nó hay đi với flash loan? Tại vì á, thường cái chênh lệch giá giữa cái sàn nó rất là nhỏ. Mà chênh lệch giá nhỏ vậy á, mà mình muốn có lợi nhuận á, thì mình phải mua bán, mình phải arbitrage với lại một cái số lượng rất là lớn. Do đó thì arbitrage nó sẽ đi với lại flash loan. Thì arbitrage and flash loan á, có nghĩa là mình sẽ vay một cái số tiền, sau đó mình mua ở cái sàn A, sau đó mình bán ở cái sàn B, sau đó mình trả cái số tiền mình đã vay, sau đó mình lấy cái lợi nhuận. Thì đó thì nó là một cái smart contract, nó viết thành các cái bước như vậy. Mà nếu trong các cái bước đó có một cái bước nào fail thì nguyên cái transaction đó nó không được thực hiện luôn, có nghĩa là nó không vay luôn. Thì mình cũng sẽ làm workshop hay là một cái video chuyên về arbitrage và flash loan, cái này rất là hấp dẫn. Một cái điểm yếu của blockchain đó là không có lấy được cái thông tin ở dưới upchain. Nhưng mà đối với DeFi thì cái chuyện giá là cái chuyện vô cùng quan trọng luôn. Tại vì không biết giá thì làm sao mà mua bán, làm sao mà trao đổi, làm sao mà tính được lãi suất. Thì do đó nó mới xuất hiện một cái nhân tố đó là Oracle. Thì Oracle chính là các cái ví hoặc là các cái dịch vụ người ta thu thập thông tin ở dưới upchain và người ta report lên trên onchain. Ví dụ tao đọc giá ở Binance, ví dụ như đọc giá Binance Bitcoin đang là 52.000 ở thời điểm này, thì tao sẽ report lên chain thông qua một cái transaction, Bitcoin đang giá này nha, và nó report liên tục như vậy. Thì đó là cái dịch vụ mà Oracle Price Feed. Thì một số các cái công ty mà nổi tiếng nhất là Chainlink là nổi tiếng nhất về cái dịch vụ Oracle. Ngoài ra nó còn Supra Oracle hay là Redstone hay là Oracle Network là cái chỗ mà mình đang làm team lead. Nice. Thì á, chính vì những cái điểm yếu đó, chính vì những cái DeFi protocol á, nó phụ thuộc vào các cái Oracle price feed. Do đó hacker nó có thực hiện một cái dạng tấn công gọi là Oracle manipulation, có nghĩa là tao không tấn công trực tiếp vào cái nền tảng DeFi của mày, nhưng mà tao tấn công cái thằng Oracle. Mà bản thân cái thằng Oracle cũng không phải là lỗi của thằng Oracle luôn. Mình ví dụ
mình report giá của Binance lên, nhưng mà nó tấn công là nó tấn công vào cái API của Binance, nghĩa là mình lấy giá bị sai đó. Do đó nó gọi là nó có một cái mạng, một cái dạng tấn công mà không phải lỗi của cái DeFi protocol mà cũng không phải lỗi của Oracle luôn, nó gọi là Oracle manipulation. Thì cái này mình cũng sẽ đề cập trong cái khóa này.